Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Diễn viên Minh Luân đại gia ngầm showbiz sắp cưới vợ kém 8 tuổi. Ở tuổi 37, Minh Luân đã có cuộc sống khá viên mãn với sự nghiệp thăng hoa và khối tài sản khủng nhất nhì làng giải trí. Bên cạnh đó, nửa kia đẹp như hoa hậu của nam diễn viên cũng nhận được nhiều sự chú ý. Trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm với loạt bóng hồng nổi tiếng, Minh Luân ở tuổi U40 đã tìm thấy bến đỗ của đời mình. Gặp gỡ trong duyên dáng Bolero 2018, nam diễn viên đã nhanh chóng quen biết với Thiên Hương khi cả hai cùng đồng hành và hỗ trợ nhau trong một số phần thi. Minh Luân và bạn gái tình tứ mọi lúc mọi nơi, cận cảnh nhan sắc ngọt ngào của Thiên Hương. Vóc dáng cô nàng cũng không phải dạng vừa. Cặp đôi bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung trong chuyện tình cảm sau nhiều lần tổn thương. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự cảm thấy tâm đầu ý hợp vào năm 2020. Hơn một năm sau, Minh Luân cùng bạn gái kém 8 tuổi công khai yêu đương trước nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và liên tục bị khán giả giục cưới vì quá đẹp đôi. Theo chia sẻ của diễn viên đối mặt, bạn gái sinh năm 1993 là người khéo léo, nhẹ nhàng và biết suy nghĩ cho người khác. Minh Luân còn rải đường cho khán giả khi thú nhận cặp đôi luôn ngập tràn tiếng cười những lúc bên cạnh nhau. Họ cùng chia sẻ từ điều nhỏ nhặt đến thứ lớn lao trong cuộc sống. Bên cạnh đó, lý do Minh Luân và Thiên Hương có thể hạnh phúc dài lâu đó là cặp đôi luôn tin tưởng nhau. Nữ ca sĩ không để ý đến quá khứ đúng sai chưa rõ của Minh Luân, ngay cả gia đình cô nàng cũng vô cùng yên tâm với chàng rể này. Giờ ai nói gì cô ấy cũng không quan tâm đâu. Cô ấy biết con người thật của tôi thế nào, nam diễn viên tâm sự. Cặp đôi từng chuẩn bị đám cưới nhiều lần nhưng đều bị hoãn lại vì dịch bệnh. Minh Luân cũng từng chia sẻ anh chàng muốn có con trước khi bước vào lễ đường. Mới đây, nam diễn viên đã chia sẻ hình ảnh ghé thăm trung tâm tổ chức tiệc cưới. Điều này càng khiến dân tình chắc nịch về ngày vui của Minh Luân sẽ không còn xa. Dù không thường xuyên đánh bóng tên tuổi bằng khối tài sản kết xù, nhưng chỉ cần nhìn phong cách của Minh Luân, khán giả đã nhận ra phần nào. Ngay từ năm 2015, anh chàng đã sở hữu căn hộ hơn 3 tỷ đồng, có nội thất 2 tỷ ở quận 7. 4 năm sau, nam diễn viên lại công khai căn dinh thự 100m² có giá 4 tỷ đồng ở quận 6 và sở hữu biệt thự nhà vườn rộng 3.000m² tại Đồng Tháp khiến khán giả bất ngờ. Minh Luân cũng tham gia môn thể thao quý tộc. Anh chàng khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Nam diễn viên tham gia đầu tư cùng nghệ sĩ Hồng Vân. Minh Luân cùng hệ thống nước hoa. Bên cạnh công việc diễn xuất, Minh Luân còn là ông chủ của hệ thống nước hoa nổi tiếng có 8 showroom với doanh thu khủng. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn tham gia đầu tư góp vốn 500 triệu đồng vào sân khấu Chợ Lớn và trở thành giám đốc điều hành sàn diễn này. Với mỹ nhân trong tay cùng khối tài sản không phải dạng vừa, Minh Luân đã chứng minh hạnh phúc của mình sau những ồn ào tình cảm đã qua. Khối tài sản toàn nhà đất của nam diễn viên cũng chỉ là bề nổi, còn những thương vụ đầu tư có bao nhiêu giá trị thì chỉ anh chàng mới biết. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.